leo chi cao dữ vậy? Chúng ta có chuyện phải làm. Năm nay Dracula và đồng bọn đã trở lại. Như vậy nguy hiểm lắm rồi. Bé nào muốn tập bay hả? Con, bay như siêu nhân luôn. Siêu gì? Ma cà rồng mới đã. Tôi thấy không an tâm lắm. Ba nó là người, biết đâu thằng nhóc không thể bay thì sao? Êm, đây là cách bọn trẻ học. Cứ quăng thử rồi chúng tự biết cách bay. Ta đã học như vậy đó. Con muốn bay ngay. Vậy mới phải, ông ngoại sẽ đứng chỗ này cho con bay lên. Mình không dám nhìn. Đừng mà. Một, hai, bay. Nó vẫn cắm đầu xuống đất. Chứ sao? Vẫn vậy à? Nó sẽ bay được. Cái tháp này hơi bị cao. Phải cao mới tốt. Mà cứu nó đi. Rớt. Lần đầu ta cũng vậy mà. Nó sắp tiếp đất bằng mặt rồi. Có khi nào nó không biết bay không cậu? Nữa đi, nữa đi. Khách sạn huyền bí phần 2. Phải cần thêm thời gian thôi.